Xin kính chào quý anh chị các bạn. Hiện tại mình đang ở khu vực nhà thờ giáo xứ Bảo Long, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Bảo Long, địa chỉ thì thuộc thôn 10, xã Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định. Về địa giới hành chính thì thuộc Nam Định nhưng lại thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Thì hôm nay mình đến đây để ghi lại một số hình ảnh giáo xứ Bảo Long để gửi đến những người con Bảo Long xa quê. Đây là khung cảnh ở bên trước và cái đường đưa chính là đi qua giáo xứ Bảo Long. Đây trước này có một con kênh nhỏ. Đây là làng đằng trước nhà thờ. Nhà thờ giáo xứ Bảo Long thì quan thầy là Đức Mẹ Vô Nhiễm, kính vào ngày 8 tháng 12. Nhà thờ thì là tước hiệu Đức Mẹ Nội Đức. Nhà thờ được hoàn thành năm 1909, cũng lâu năm rồi, thế kỷ rồi. Và hiện tại theo thông tin từ Tổng giáo phận Hà Nội, linh mục chính xứ là cha Giuse Nguyễn Văn Liên. Giáo xứ Bảo Long thì có 11 giáo họ trực thuộc. Đó có giáo họ Nghĩa Lễ này, giáo họ Lang Xá, giáo họ Phạm Thức, giáo họ Nguyên Xá, giáo họ Thiên Tuế, giáo họ Tự Tân, giáo họ Thượng Khu, giáo họ Bảo Long, giáo họ Quang Sán, giáo họ Ngọc Xá, giáo họ Thát Đông, giáo họ Như Thức. Đây là khuôn viên trước nhà thờ giáo xứ, khá là rộng. Thì tổng số giáo dân trong giáo xứ thì là gần 5.000 giáo dân. Ở trước đây là có núi đá Đức Mẹ. Đây mới Noel, không khí đang trong mùa Giáng sinh, vẫn còn trang trí Noel. Đây là đấy, đứng trước nhìn nhà thờ giáo xứ Bảo Long, kiến trúc rất cân đối. Trên cùng là cờ hội thánh có ngôi sao Giáng sinh này. Nhà thờ xây dựng năm 1909. Nhà thờ có tước hiệu là Đức Mẹ Nội Đức. Không, nhà thờ này là tước hiệu Đức Mẹ Nội Đức. Đây là bảng kỷ niệm ngày Đức Giáo mục Giáo phận Nội Đức về thăm giáo xứ Bảo Long. Ngày 3 tháng 8 năm 2010. Đức Giáo mục Giáo phận Đức Mẹ Nội Đức đã đến về thăm giáo xứ Bảo Long ngày 3 tháng 8 năm 2010. Tuyệt vời. Đây là tượng đài Đức Mẹ ở phía bên phải. Hãy siêng năng nền hạt.
Đây có bên phải thì bên trái thì có tượng đài Thánh Giuse. Hai bé kìa. Ơi em đậu đeo ba lô à? Ơi chạy chậm với con ngã nước đấy con ạ. Em ngã. Các bạn tiếp tục đi chơi đi nha con nhé. Con đi kìa, con đi xem hang đá con nhé. Đây là tượng đài Thánh Giuse. Hãy đến cùng Giuse. Khuôn viên này rộng tuyệt vời các bạn. Đây là đường kiệu. Mình sẽ cùng các bạn đi một vòng quanh nhà thờ tham quan. Đây là đứng từ bên hông nhìn nhà thờ. Đường kiệu còn hang đá đấy các bạn. Bên cạnh đường kiệu còn hang đá. Hình như là mỗi họ, à đúng rồi, mỗi giáo họ một hang đá. Có hơn chục giáo họ. Nhà thờ nhà mới được trùng tu, lớp vôi áo ngoài khá mới. Em gỡ hang đá à? Cái này là mình giáo họ nào đấy em? Mình là giáo làm giả. Cho chú hỏi là giáo họ Nghĩa Lễ có cách đây xa không nhỉ? Nghĩa Lễ ạ? Dạ vâng. Chú đi về đằng kia thấy có nhà thờ một thế à? Cũng gần đây thôi đúng không? Chịu khó nhỉ? Thế có mỗi mình cháu dỡ hang đá. Cái này của cháu là họ gì? Cháu vừa bảo họ gì nhỉ? Họ Lang Xá. Họ Lang Xá đúng không? Cháu đang dọn xong nhà xíu ra. Rồi chú cảm ơn cháu nhé. Các em đi dọn dẹp hang đá. Giáo họ Tự Tân. Giờ xứ mình khuôn viên rộng nhỉ? Vâng. Vẫn thuộc Tổng giáo phận Hà Nội phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ vâng. Chú ơi, xứ mình là cha nào là quản xứ nhỉ? Trần Liên. Trần Liên, dạ vâng. Cha Triệu. Vâng. Cửa Bắc hay chưa? Cửa Bắc. Chưa ở Cửa Bắc này. Dạ vâng. Chính chứ Cửa Bắc. Hôm vừa Chủ nhật thì ở đây thì mấy giờ lễ nhỉ? Sáng nay có một lễ cho thiếu nhi. Vâng. Buổi chiều thường mấy giờ? Chiều 7 giờ. Vâng vâng. Cái này giáo xứ này lâu đời lắm rồi, mấy trăm năm rồi, hơn. Năm nay là 120 năm tròn. Vâng. Xây thấy trên trang web của Tổng phận Hà Nội đề là một xây năm 1909. Đúng rồi. Hôm nay đi dọn dẹp nhà xứ đang xây dựng. Xây dựng cơ sở dưới ở ngoại thành, ở dưới vùng này thì đất đai còn rộng, xây dựng thoải mái. Cũng có nhiều cái cơ sở để sinh hoạt hay. Ở trên Hà Nội thì chật hơn. Quân viên đây đẹp. Gia sư Cơ Bắc đây. Triệu ở Hàm Long. Vâng. Về đây 7 năm, bây giờ chắc là về Phú Ra, Hàm Long, Trần Liên. Vâng. Thì các em ngài thì cứ theo kế hoạch của giáo mục cứ luân chuyển thôi. Vâng, cứ đi mang một cái hơi thở mới cho giáo xứ. Vâng. Trần Liên về còn cái nhà cấp 4 rồi, bây giờ khá như trên đó. Vâng. Ở dưới này thì không gian này tuyệt vời, không như trên phố, yên tĩnh. Các ngài về đây thì cũng
không gian thì yên tĩnh. Vâng, cái này về đây là cái nó yên tĩnh mà nó thoáng đãng. Vâng. Vâng, vâng. Thế cảm ơn anh nhé. Vâng. Tiếp tục đi. Đây nhà trong nhà sứ đang xây dựng. Đây bạn, đây là phía đầu nhà thờ. Đây là núi đá Giáng sinh ở phía đầu nhà thờ. Ở đây có Đức Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam và ba cây giống trong Đức Mẹ La Vang. Điều đặc biệt đây là ba cây dưới các bạn. Rất đặc biệt, bình thường là bằng xanh hành si nhưng mà đây là có ba cây dưới. Rất đẹp, đặc biệt đấy. Xanh si từ nhiều mà dưới mà uốn được như này thì rất tuyệt vời. Đấy, bạn, cây dưới nha các bạn. Đẹp tuyệt vời. Đây. Đây cả, có cả đấy, chú chiên. Đấy, cây này cây dưới. Rất hay. Này lâu năm lắm rồi. Thân sần sùi này. Lá dưới này bạn. Lá giáp giáp. Này. Đẹp lắm. Đến đây mới thấy được cái tận mắt này đẹp. Các bạn thấy không? Tuyệt vời. Trên cùng là Đức Mẹ La Vang. Đây là hang đá Giáng sinh. Rất đẹp. Ừ, cây đại này. Đây là cây thư của các em thiếu nhi gửi chú Hải Đồng. Đưa chú. Đây các bạn. Yêu thế. Đưa chú Hải Đồng. Chuẩn bị năm mới, lại chuẩn bị thêm một tuổi. Con xin Chúa cho con được ơn khôn ngoan, để con được biết cầu nguyện và biết lắng nghe lời Chúa, để trở thành một con người tốt. Rất là hay. Nhiều bức thư của các em. Mới hôm nay nó bị mưa, này nó bị nhòe hết rồi. Hôm Noel thì đẹp. Hay. Noel thì các em thì vui rồi, có những hoạt động như rất là ý nghĩa. Đây là phía phòng hội của giáo xứ. Đây có một cây xì ở giữa. Đây là ra đằng sau thì mới thấy được nét cổ kính của núi đá Đức Mẹ. Xây gạch chắc lâu năm rồi. Khuôn viên nhà sứ rất đẹp các bạn. Dưới ngoại thành ở dưới miền Nam Định này. Đất rộng, đây có cái chòi lá ở giữa, lá cọ. Rất hay.
cây nhãn sần sùi lâu năm. Đây có ao cá này ạ. Đấy, cá bói đấy. Cá vừa vẫy đuôi. Lần đầu tiên vào nhà xứ thấy có vườn cây ao cá đẹp như này các bạn. Phong cảnh. Đây có cối đá. Cối đá. Cối này còn nguyên này. Đây có cây khế. Thế sai quả thế. Đi nhà thờ ở các miền Hà Nội thì hay gặp những nhà cái khu nhà phòng hay nhà sứ kiểu này. Nhà giáo lý. Đây là khu vực sân. Đây là phía hông nhà thờ. Đây là phía bên phải. Thật rất là đẹp đấy. Giờ mình cùng vào trong để tham quan nhà thờ. Xây bằng đá này, chân móng này, tường xây bằng đá hết. Những bậc nền này, gạch, thẻ. Bậc nền xây bằng gạch thẻ, gạch cổ. Đây là phía trong nhà thờ, cũng giống như các nhà thờ Phùng Khoang hay là Hà Đông, kiến trúc ở trong này tương tự. Gian cung thánh trong nhà thờ rất là vang. Bên đây là tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
nét cổ kính được thể hiện ở những cái là bức bệ đá này các bạn, và cái bực lên bằng gạch thẻ ngày xưa. Cây cảnh vùng Nam Định thì rất nhiều cây cảnh. Toàn cảnh nhà thờ giáo sư Bảo Long thuộc tổng giáo phận Hà Nội các bạn. Mình vừa gửi đến quý anh chị và các bạn những hình ảnh ở nhà thờ giáo sư Bảo Long, bao gồm khuôn viên và bên trong nhà thờ, một thánh đường cổ kính thuộc tổng giáo phận Hà Nội ở Nam Định, nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.